Ok mọi người, nay chúng ta sẽ cùng đến với tập cuối của game giải đố. Thật ra cũng mấy màn này là chỉ là phần chơi thêm một chút ngoài. Ok, chúng ta sẽ đến tới câu đố cuối cùng. Đây có thể nói là câu đố khó nhất trong game. What? Tiền tích ở đây. Ok. Mình học một xanh lá cây. Xem lại. Ủa sao là đánh quá chị. Xài gợi ý à? Cái gì vậy? Sẽ đi vào đó. Mà sẽ đi vào đây. Đây à? Hàng đặt ở đây. Đó sẽ giao hàng cho anh. Ok. Quang. Đang vàng chứ. Ok. Giờ tôi vừa. Chiến thắng xong mà chạy.